Lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn là năm 1991. Lúc đó Sài Gòn có hàng ngàn thứ lạ lẫm đối với một chàng trai tỉnh lẻ như tôi. Một trong những thứ đó là chữ bao. Đầu tiên là gặp vựa trái cây ở bên quận 8 bộn. Có lẽ do ngay bến ghe Thương Hồ từ miền Tây lên nên trái cây ngon, trái cây bao ăn. Tôi ghé vô hỏi thẳng, bao ăn là sao chú? Ông lão tay chụp thơm ném dưới ghe lên thoăn thoắt, miệng ngậm thuốc rê, trả lời gọn lõn: ăn thoải mái, thích thì mua, không thích đừng. Vậy là ghé thử liền, chôm chôm Vĩnh Long trái đỏ lửng, lột ăn thoải mái, sầu riêng tách vỏ sẵn, muốn ăn lấy tay xé ăn, măng cục có cây dao thái cắm miệng cần xé, ăn trái nào hớt đầu trái đó. Ăn xong, đã nư rồi mua mỗi thứ một ít làm quà. Cân 3 kg chôm chôm xong, chị bán hàng còn bóc thêm vài bóc vỏ vô. Một chục măng cục tính 14 trái, mua trái sầu riêng được tặng luôn cái hồi nãy mới thử. Lần nữa là chuyện bao rẻ. Chỗ bán đồ sida đường Nguyễn Đình Chiểu, tôi mua cái áo jean. Chị bán áo nói đồ ở đây bao rẻ, đi đâu rẻ hơn, lại đây chị đền. Mua xong, đi đi lững thững xuống cuối dãy, thấy cái áo y chang, hỏi ra giá rẻ hơn. Tôi thiệt tình quay lại bắt đền. Chị bán hàng thanh minh thanh nga, nói đồ cũ mà tùm lum giá, nhưng mà đã bao rẻ thành ra chị tặng thêm cái nón jean cho đủ bộ. Lỗ của chị 20 rồi nha. Vậy là vui lòng liền. Xưa, thời sinh viên, tôi sống thoải mái nhờ mấy quán chuyên bao thiếu. Thiếu thoải mái, không cần cầm cố, không cần danh tánh, không cần ai bảo lãnh. Cơm có chị Phượng, cà phê có quán Ngọc, nhậu có quán Anh Tiên. Ngày nào cũng một cử cơm, một cử cà phê và một cử nhậu. Không tiền cũng cứ vào quán, kêu những món quen thuộc, xong cứ đứng lên đi, đưa tay làm dấu trên không giống như ký tên rồi ra về. Tiền bạc cuối tháng có thì trả, không có 2-3 tháng trả. Nhiều đứa ra trường đi làm cả năm rồi mới quay lại trả. Không sao hết, người ta bao thiếu thì mình bao trả, không so đo. Có lần tôi đánh nhau với giang hồ ở Thủ Đức, hai bên đánh sáp lá cà, ném không biết bao nhiêu là ly chai, đánh xong đi về. Băng giang hồ kia quay lại gặp chủ quán, bao nhiêu ly chai bàn ghế bị bể, chủ quán cứ nói một tiếng họ đền đầy đủ. Lần khác, tôi uống rượu với giang hồ bến xe Chợ Lớn, uống từ trưa đến tối thì hết mồi. Một anh trong bọn nói bữa nay ở nhà bả nấu cơm món gì đó, lâu quá tôi quên, để tao chạy về xin bả. Nói đoạn ra chỗ dựng chiếc cối, chắc là có độ lại, gạt chống, rồi ra quay xe, xẹt lửa lao đi. Chẳng may màn biểu diễn xe không chuẩn bởi đã say, anh chàng bóc đầu quá trớn, xe quăng tới ngoài trước rớt lại. Chiếc xe quăng tới đụng vô một cái tủ thuốc, bể miếng kiến, văng thuốc lá tùm lum. Chị bán thuốc chửi anh giang hồ lúc này đang đau đớn lồm cồm dậy dắt xe, chửi té tát. Anh chàng đó tôi nhớ là lúc ở trần, người ngợm xăm dằn dện, theo thẹo thọ, nhăn nhở cười xin lỗi chị bán thuốc nọ rối rít nói: thôi bà làm gì dữ vậy, đừng chửi nữa, bao nhiêu tôi đền. Sau nhậu lại, mình nói anh chơi hay quá. Ảnh nói giang hồ với nhau chứ không giang hồ với người ta, mình sai mình phải xin lỗi, phải đền chứ. Ui nói nghe, dân Sài Gòn chơi bao đẹp, không đẹp không ăn tiền nha. Sài Gòn đúng nghĩa buôn bán là vậy, hồi xưa vậy, nay hao mòn nhiều, nhưng nếu gặp đúng người Sài Gòn, người miền Tây thì vẫn còn. Trái cây bao ăn bao ngọt, đồ ăn bao rẻ, quần áo bao đẹp, đậu xe bao trật tự, đi nhậu bao say, chơi bao vui, quán xá bao thiếu, hàng hóa bao thử, bao đổi, bao trả,
kể cả tivi đầu máy, điện thoại mua rồi không ưng cũng bao trả lại luôn. Bao nghĩa là cam kết miệng với người ta rằng họ phải hài lòng với cái mà họ nhận được. Bao hài lòng. Cái chữ bao nghe đơn giản như chơi rồi bỏ, nhưng nó là cam kết nghiêm túc và hào hiệp, rất riêng của người miền Nam. Nhiều người buôn bán sau này từ nơi khác tới, học đòi chữ bao nhưng thực hiện khó, bởi phải thiệt lòng, thiệt tình, bởi không có luật nào bắt buộc phải bao. Chỉ có thứ luật mơ hồ di truyền đâu đó từ những ngày khẩn hoang mở cõi, thời con người tin nhau, sống ở phải với nhau tới bây giờ. Bởi tôi sống ở Sài Gòn hơn 20 năm, tôi dám nói Sài Gòn bao nhớ. Ai từng sống ở Sài Gòn, dù ghét, dù yêu, dù đã đi tìm miền đất hứa hay quay về cố xứ sinh nhai, đều nhớ Sài Gòn. Ai từng một ngày một bữa ở Sài Gòn, ăn đĩa cơm tấm, tô hủ tiếu bụi bặm, đi xe ôm lang bạc, ngủ nhà trọ bến xe, đều sẽ nhớ Sài Gòn. Nhớ cái ồn ào bụi bặm, nhớ một mảng đời lộn xộn ngược xuôi, mạnh ai nấy sống nhưng yên tâm là ai cũng sống được, dù rất khác lạ, nhưng cũng rất thân quen, rất nhớ. Như tôi, mỗi ngày, tôi đều nhớ Sài Gòn. Sài Gòn bao nhớ mà.